Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một loại cá mà để có chức năng là dọn vệ sinh cho hồ của mình ha. Thì loại này là dòng cá chuột. Chuột trong đây mình có hai loại. Đây thứ nhất là chuột này là chuột albino mắt đỏ. Và thứ hai trong đây đó là chuột cà phê. Thì chuột này có chức năng mọi người thấy nè. Nó ăn ba cái phân ở dưới tầng đáy á. Với lại nó ăn ba cái rêu. Đây. Mọi người thấy nó đang đi tìm cái nguồn thức ăn ở dưới của cái lớp đá của mình á. Thì loại chuột này mình nuôi trong cái hồ thủy sinh này rất là tốt nha. Thì thứ nhất là nó không có ảnh hưởng tới cây. Thứ hai nữa là nó nhỏ chứ nó không có bự như là con cá lau kiến tỳ bà của mình. Còn dòng lau kiến tỳ bà của mình, như hôm bữa mình có làm một cái clip mình chia sẻ cho mọi người á, thì cá đó mình không thể nào mình nuôi thủy sinh được ha. Thứ nhất á, thì nó sẽ đào cái hang ở trong phân nền của cái cây của mình. Thứ hai nó sẽ quậy, với lại nó cắn ba cái con cá con nữa. Cho nên cá đó thì mình không thể nào nuôi thủy sinh được. Còn dòng này thì mình rất là tốt, mình nuôi rất là tốt cho vấn đề trong thủy sinh nha. Cho mọi người thấy nó đang ăn ba cái lớp phân nè. Chuột này nhìn nó cũng rất là dễ thương, ở trên mỏ nó có mấy sợi râu. Mọi người nhìn thấy là nó đang ăn ba phân đó. Thì cái hồ của mình thì bỏ mấy con chuột này vô thì vấn đề mà dọn vệ sinh thì nó hạn chế ha. Thì sẽ giúp cho cái hồ mình lúc nào cũng sạch và nước nó cũng trong hết. Thì tùy theo số lượng cái hồ mình nước nhiều hay ít thì mình thả số lượng nhiều hay ít. Với lại một phần nữa số lượng cá của mình nữa. Ví dụ như cá nhiều thì mình sẽ bỏ chuột này nhiều một xíu. Còn hả cá ít thì mình sử dụng nó ít thôi. Tại vì khi mà cá nhiều đi nó sẽ ra đi phân nhiều. Thì đi phân nhiều thì sẽ bỏ số lượng chuột này nhiều. Để cho nó ăn hết ba cái rêu và em ăn cái phân của cá thừa. Rồi nãy giờ mình cũng đã chia sẻ cho mọi người một dòng cá dọn vệ sinh cho hồ cá cảnh của mình. Thì mọi người xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ. Rồi mấy clip sau ví dụ mình có một số loại cá khác thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người nha. Rồi cuối cùng thì bye bye.